hóa công nghiệp theo hướng chuyên sâu bên Nhật ổn. BLC và lập trình nhúng. BLC và lập trình nhúng C cộng cộng, C và C cộng cộng. Anh em sang Nhật visa kỹ sư làm sản xuất linh kiện ô tô tiếng L3, em vừa làm vừa học CAD CATIA online. Để 8 tháng liệu cơ quan trời có thiết kế không? Có. Em phải chịu khó tìm xem là có công ty nào tuyển 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 nào không yêu cầu kinh nghiệm. À, không yêu cầu kinh nghiệm và tiếp tục học CAD nhưng đồng thời học thêm tiếng up lên N2 đi. Up lên N2 đi là sẽ ok. Anh ngày ở Việt Nam đi Nhật qua trung tâm mắt tôi đúng không anh? Em còn thấy ảnh anh ngày bé. Ngày bé cái gì? Cái lúc đấy tôi năm đấy cũng năm 2021 rồi còn bé cái gì nữa, lúc đấy 3 năm trước kia vừa bé đúng rồi. Và Ato vẫn còn còn ảnh ảnh của mình à? Bằng ô tô bây giờ thế khoảng bao nhiêu man? Bằng ô tô à, bằng bằng lái ô tô à? Bằng lái ô tô hình như là 25 man hay sao đấy? Cơ khí 500 bình thường không, 500 không phải là bình thường, 500 nó cũng là vừa có phải có tuổi và tiếng Nhật tốt và kinh nghiệm, nó cũng phải có đôi 5 năm kinh nghiệm đấy, nó phải 5 năm kinh nghiệm mới được 500 ấy. Anh ơi bây giờ có job kỹ thuật viên vận hành không ạ? À? Kiểu sửa chữa trong tòa nhà khách sạn. Có nhưng mà bên anh thì ít tuyển, bên anh hay tuyển bộ môn thiết kế lập trình với quản lý hơn. Ở Nhật anh có thấy buồn không, có thiếu chỗ vui chơi không? Có chứ, có chứ, ở Nhật thì đương nhiên là nó sẽ buồn hơn ở Việt Nam rồi, nhưng mà đổi lại cái buồn đấy nó cũng thoải mái. Cơ điện tử theo hướng nào ngon vậy, anh em hỏi hộ bạn Quang. Lập trình BLC, lập trình nhúng. CNC thì mình không tuyển nha, CNC không tuyển nha. CNC chỗ khác có tuyển, nhiều là khác nhưng mà mình không tuyển CNC. Vừa ăn cơm vừa nhìn cho anh ngon là tiền sư. Anh có định về Việt Nam không? Có chứ, phải về chứ, đang lại về đâu. Anh ơi, năm nhất học web vẫn còn ổn không ạ? Hay nhúng? Anh nói thật là cái bộ môn web này nó càng ngày nó càng ấy đấy. Web web là càng ngày càng ấy đấy. Nếu như học giỏi thì học nhúng đi. Chứ web thì anh thấy anh vừa tuyển được bạn học thạc sĩ Đại học Quốc gia Hà Nội, xong rồi lại học thạc sĩ bên Nhật để cũng web. Ôi giời, lương nó hơi hơi ấy, hơi hơi thấp. Web giờ nó nhiều quá. Cái gì em cơ khí bách khoa tiếng N3 hồi đi học còn là bóc tách kim loại, bóc tách cho công ty kim loại tấm ở Nhật thì có job nào không? Cơ khí bách khoa thì ra trường đi, ra trường đi. Thôi cái thằng anh Tuấn Bùi tốt nhất mày hỏi vừa thôi em ạ. Em theo trường L4 đi miễn phí lương cơ bản 25 man làm quản lý xây dựng có giòn không? Được, quản lý xây dựng ok, quản lý xây dựng nhưng mà nó phải làm quản lý xây dựng nhá, chứ sao mà lại đi bốc sắt thì cũng mệt đấy. Mà 21 man thì cũng không phải là cao, 21 man mà không có hỗ trợ tiền nhà mà không có thưởng thì là nó thấp, phải có hỗ trợ tiền nhà và có thưởng nữa thì nó mới gọi là ok, nó tạm ổn. Anh ơi, bên Nhật có job kỹ thuật. Dạ em đang làm lương cơ bản 26 man á. Em cũng muốn làm thiết kế. Làm lại khởi điểm 20 man được không? Tại sao phải 20 man cho nó thấp về? Quan trọng là em phải tìm được công ty tuyển em ạ. Tại vì bây giờ em chưa có kinh nghiệm. Cái quan trọng nhất là em phải tìm được công ty nào tuyển không kinh nghiệm. Đấy, em không có kinh nghiệm thì em phải đổi lại rằng là em phải có một cái tiếng tốt, thì khi đấy thì người ta mới có cơ hội được. Cho nên là L3 thì hơi khó. Tìm học đến L2 đi. Có job quản lý thi công điện không?
quản lý thi công điện có. Anh có quen anh Lưu Quang Trưởng không? Không. Nghi ông thạc sĩ kia sợ nặng lý thuyết là lương mới thấp. Không, thật ra là bạn đi học học thạc sĩ xong rồi bây giờ mới có 2 năm kinh nghiệm thôi. Mới có 2 năm kinh nghiệm thôi. Lập trình nhúng có là ba, chỉ cần yêu cầu kinh nghiệm CC cộng 1 năm là được à? Đúng rồi, chính xác. Chính xác nhá. Anh em nào lập trình nhúng một kinh nghiệm CC cộng cộng 1 năm này inbox mình nhá. Chi phí sống ăn tiêu tiết kiệm hết tầm bao nhiêu? Ăn tiêu tiết kiệm 4 man thuế, 4 man nhà cửa, 3 man ăn, 11 man. 11 man không rượu chè cờ bạc không cái gú. Em làm IT online được không? Không. Hỗ trợ nhà 2 man 2. Ok, hỗ trợ nhà 2 man 2. Phải có thưởng nữa, phải có thêm thưởng nhá. Phải có thêm thưởng nữa. Bằng thạc sĩ web mà không bằng 2 năm kinh nghiệm mà anh. Không, không phải là thạc sĩ web mà là IT Communication. Đấy là bằng thạc sĩ Communication. Web ok, đúng rồi, web rất ok. Web vẫn rất là ok. Đấy, nhưng mà nếu như hỏi web với cả BLC hay là nhúng thì tôi thiên hướng anh em chuyển sang bộ môn BLC với nhúng hơn, tại vì hai cái đấy là lương cao hơn web nhá. BLC với nhúng là tôi khẳng định là lương cao sẽ cao hơn web. Mình 35 thiết kế khuôn solid tiến là 4 rồi. Ơ bạn Hoài Trương, bạn đang ở Việt Nam hay là ở Nhật? Ở Nhật thì không có, ở Nhật phải là 3 trở lên. Còn ở Việt Nam thì inbox mình nhá, có nhá. Là 2 ở 5 năm rồi thì công ty là xì 2 năm, 2 năm mà. Bên đấy có em có tham gia hội đồng hương không ạ? Không em ơi, hương hiếc gì, hương khói gì. Là 2 ngành cơ khí thành tạo 3D kinh nghiệm 2 năm thiết kế nò lấu nhôm. Có đơn không bạn nhỉ? Có bạn ơi. Inbox mình nhá, bạn tiếng Nhật này là gì? Naka. Naka không à? Naka cái gì nhỉ? IELTS không có tiếng Nhật, có không phải yêu cầu tiếng Nhật. Theo anh ngành cơ điện tử với ô tô ngành nào ổn hơn ạ? À? Thật ra là hai hai cái ngành đấy nó vẫn ổn, nó rất là ổn. Thiết kế ô tô thì có thiết kế ô tô, có lập trình nhúng à, ở thiết kế ô tô, còn cơ điện tử thì có lập trình nhúng BLC. Những cái đến đấy rất là ổn. Mời chị Nam Trang, chị Nam Trang là chị nào? Chị Nam Trang là chị nào? Anh biết chị Nam Trang là chị nào? Em học bách khoa lữ môi trường ổn không ạ? Môi trường bên này không, ở bên Nhật gần như nó không có mà. Ví dụ em tốt nghiệp bách khoa thì có quan trọng CV không ạ? Ví dụ như giỏi hay khá? Không em, không em ạ. Nhưng mà nếu như học được thì cứ học giỏi càng tốt. Học được giỏi thì cứ học thôi, chứ cứ quan trọng gì mà tội gì mà không học. Đấy, vừa được bằng giỏi xong rồi lại vừa có tiếng Nhật tốt lại vừa có tiếng Anh thì vô địch thiên hạ luôn. Hè năm nhất mèo tiếng Nhật có trễ không ạ? Hơi tốt, rất tốt. Năm nhất học thì quá tốt rồi gì nữa, chỉ sợ ông thì ông chỉ là cái nói mồm xong ông đích học thôi. Em chuẩn bị sang làm hệ thống điện ổn không? Thiết kế điện được, thiết kế điện rất nhiều job nhờ anh em nhớ, thiết kế điện rất nhiều job. Anh em bây giờ tuyển IT AI sang Nhật không ạ? Em mới ra trường. AI có, nhưng phải có kinh nghiệm nhỉ. Và phải có kinh nghiệm. Phải có kinh nghiệm. Hoặc là em phải có tiếng tốt tốt ạ. Mới ra trường chưa có tiếng thì chịu nha. Sang Nhật mất phí nhiều không ạ? Nhiều bạn ạ. Nhiều nhá. Bên mình nó có thể lấy đến khoảng 500 triệu hoặc 1 tỷ. Cái đấy tùy tâm. Bạn cho bao nhiêu mình lấy từng đấy. Bạn nhiều tiền bạn cho 100 triệu, bạn ít tiền thì bạn cho 200 triệu. Mà không thì bạn không cho thì cũng chẳng sao. Tiền nong có quan trọng gì đâu. Cơ điện tử có những job gì vậy ạ? À? Ở trong mình ghim trên video đầu tiên đấy.
Kỹ sư xây dựng kinh nghiệm 1 năm N2 cùng 8 năm ở Nhật, 3 năm thực tập sinh, 5 năm tục T. Hiện sắp tới về Việt Nam. Thế thì phải về Việt Nam. Thế thì phải về Việt Nam xong rồi qua lại thì nó sẽ ok hơn. Tại sao thứ ba live với anh? Tại vì tối mai anh được nghỉ, à quên, mai được nghỉ và thứ sáu anh sẽ không ở nhà. Thứ sáu anh sẽ đi, có anh sẽ xuống Osaka. Ở Nhật thiết kế cơ khí với BLC dòng nào ngon hơn? Câu này vừa trả lời xong, hai cái đều ngon như nhau. Tôi kinh nghiệm IT 75 bên Nhật, ông có job nào lên siêu 600 700 không? Có luôn. Anh Đức chẳng, anh ấy bọn em luôn, em rất nhiều job 600 700 man cho anh luôn. Cụ thể IT là về mảng gì anh? Mà mảng gì vì 600 700 cũng đều có, lập trình web, xây dựng hạ tầng AWS hay là cloud liếc có hết. Anh ấy bọn em nhá, em rất nhiều job ngon. Anh có thể phỏng vấn liên tục 6 7 công ty liền tù tì luôn, bao giờ anh ưng thì thôi. Anh bị chuyển xuống Osaka rồi à? Chưa. Chưa chưa quyết định chính thức. Đầu năm sang có thưởng không? Đầu năm có thưởng nhưng mà cái thưởng đấy nó gọi là thưởng để khuyến khích thôi, nó rơi vào khoảng chục man hay hai chục man thôi chứ nó cũng không nhiều đâu. Nó không giống như trong hợp đồng. Phải đến năm thứ hai thì các bạn mới được thưởng nhiều. Anh hiện tại là mấy rồi? Anh học rốt mới được có L2. Thiết kế nội thất bạn ạ. Cái gì? Thiết kế nội thất sao lại ai sao lại kinh nghiệm IT 75 bên Nhật mà lại thiết kế nội thất là sao? IT thiết kế nội thất á? Có một vài chứng chỉ và có giải lập trình mà không có kinh nghiệm được không anh? Được, nhưng phải tính N3 nhá. Tính N3 trở lên. Kinh nghiệm tiếng Nhật của anh như nào ạ? Thì nó là học thôi em. Cứ học đi, học thì dần dần sẽ mình sẽ có kinh nghiệm riêng của mình. Ở Nhật có siêu được ngành marketing không? Mình thấy marketing thật ra là mình làm bên bên tuyển kỹ thuật cho nên là mấy cái bộ môn marketing mình không thấy tuyển mấy. Ra trường là mấy là ổn á, thì cứ học cho nó có L2. Có việc bốc vác khỏe mạnh không bạn Vũ Minh? Em muốn sang nào bốc vác nhiều, bốc vác nhiều lắm. IT bên đó hướng công nghệ phần mềm hệ thống thông tin, công nghệ phần mềm hay hệ thống thông tin. IT bên Nhật thì nó có lập trình web này, BRSE này, xây dựng hạ tầng này. Gì nữa ta? Đấy, mấy cái là nhiều. Lập trình app mobile, AWS nhiều lắm. Ý em là bí quyết ý học mãi mà không nhớ mặt chữ. Mỗi ngày em học 2 tiếng cho anh. Mỗi ngày học 2 tiếng thì kiểu gì thì em cũng sẽ nhớ. N2 35 kinh nghiệm thiết kế điện có đơn nào phí giao lưu không? Ôi rồi ôi, bây giờ lại còn hỏi phí. Bạn inbox bạn Ngọc Tiến, bạn inbox luôn cho mình, bên mình có mất, mình có thu phí ngay bao giờ đâu. Lúc nào mình đăng video mình cũng ghi chữ tuyển dụng miễn phí mà. Làm gì có phí đâu mà phí giao lưu mới không giao lưu. Anh dạy tiếng Nhật đi thôi. Dạy tiếng Nhật đi, các cụ bảo rồi, cái gì đẹp đẽ phô ra, cái gì xấu xa thì đậy lại. Anh ăn tục nói phét thì cũng ok cho nên anh ăn tục nói phét thôi chứ tiếng Nhật thì học dốt thì làm sao mới dạy người khác được. Tiếng Nhật thì chỉ đủ là cãi sếp thôi. Sếp mà chỉ cần hé răng phát là mình bật luôn. Đấy, đấy cũng là một trong những công dụng của việc học tiếng Nhật anh em nhé. Cho phí anh Tiến để anh Tiến up online ấy anh. À tức là cho lại phí hả? Cho lại phí để up line hả? Ok luôn. Trúng tuyển. Tôi ấy ấy lại hoa hồng luôn. Feedback lại luôn. Anh em trúng tuyển đi, tôi feedback lại hoa hồng cho anh em luôn.
Bạn Quang thắc mắc sao bên anh tuyển không cần phí mà có hoa hồng. Tại vì cái giá trị của anh em nó cao. Công ty bên Nhật nó phải bỏ ra vài trăm triệu để có thể sở hữu được anh em. Chứ không phải chứ các bạn bay không mất tiền này, làm thủ tục không mất tiền này, học tiếng Nhật không mất tiền này, thì tiền đấy đâu ra? Tiền đấy công ty Nhật nó công ty bên Nhật nó trả chứ còn gì nữa. Người ta trả các bạn không phải đâu ạ, tại vì ông ở Việt Nam nó bảo toàn 2k đâu. Bạn Ngọc Tiến và inbox mình nhá, Ngọc Tiến nhá, N2 3 năm kinh nghiệm mà còn phải đi hỏi hỏi phí. Cái giống như bạn thì có mà tôi bay về Việt Nam tôi bế bạn tôi lên tận giường tôi bế bạn luôn đi chứ. Trước có COA bên Nhật rồi, bận lấy vợ hôm qua, giờ muốn qua lại lấy thế làm gì? Không bạn ơi, hôm nay sếp tôi vừa thông báo, từ tuần trước đến tuần này sếp tôi có 5 bạn bỏ 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 sang Nhật. Có bạn thì bố ốm, có bạn thì vợ đẻ, có bạn thì được thăng chức, cho nên là người ta không sang Nhật nữa. Đấy, thế thì chán đi. Tí nữa mình like xong mình check inbox cho bạn 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 kinh nhỉ. Bạn cái chữ Nakahong à? Đăng ký. Bế em này, em cần về Việt Nam thôi mày, tao xin mày. Trước đi thực tập sinh hết 3 năm bộ đội xong đầu thú về nước 5 năm. Ôi giời, thôi bộ đội thì khả năng đi phục vụ đất nước thôi bạn ạ. Em không đi kỹ sư mà còn thích vào xem anh Nai. Thế rồi cũng được. Xem đi cho dễ ngủ em ạ. Nakamoto, à Nakamoto. Ok Nakamoto. Nakamoto sang. Nếu học xong bách khoa mà có tiếng Nhật thì qua Nhật được luôn đúng không anh? Không, em phải có kinh nghiệm em ạ. À, anh em sinh viên lại xem video tôi ghi ở trên đầu nhá, cái cách tìm job cho anh em sinh viên tôi làm 3 cái video trên đầu chỉ để cho anh em sinh viên xem thôi. Thích nghe anh kể tuyển được ít, em hoang mang quá, đi làm 3 năm bây giờ mới học tiếng. Nói chung là tuyển được ít thì nó nhiều lý do lắm em ạ, nó không phải là ít job, nó không phải là, nói chung là nó nhiều lý do lắm. Chỉ cần anh em học tốt thôi là sẽ tuyển được thôi. Còn có nhiều lý do mình không tiện nói, tại vì là có những cái đấy thì nó là nội bộ. Thứ bảy em thi là 4, em chúc em câu đi. À tháng 7 à? Ôi con lại mẹ. Tháng 7 mới thi mà giờ giờ đã chúc chứ cái gì, học đi. Thi là 4 đi. Kỹ sư tiếng Nhật ít kinh nghiệm có là 2 nhưng trình là 3, sắp về tới Việt Nam sang Nhật có đơn nào không? Thế thì phải ở Việt Nam làm cho đủ 1 năm kinh nghiệm đi bạn ạ. Tôi cũng bách khoa mà năm 2 bị đuổi chuyển qua Hutech lên con chuyên về tiếng Nhật. Ôi kênh tuyển kỹ sư free của anh BK này, okay, cái thằng kỳ gió này. Cái gì? Bằng cao đẳng đã làm công ty Nhật 6 năm đang học tiếng bài 25, bài 25 thì chưa có job được. Có đơn nào chưa kinh nghiệm ra trường là 3 TOEIC thực tập. IT thì ok nhá. IT là 3 TOEIC 780 thì ok. Còn ngành khác thì phải có kinh nghiệm. Anh đẹp trai vậy. Xấu lắm, bên ngoài xấu lắm. Kỹ sư vật liệu không có bạn ạ. Anh em xây dựng thì bên mình tuyển các vị trí liên quan đến thiết kế công trình, quản lý công trình. Két két xây dựng. Đấy. Anh em theo mấy cái bộ môn đấy nhá. Làm cao dưới 1m6 chả chả liên quan gì đến chiều cao. Kỹ sư có fresher nhúng không anh? Có, nhưng yêu cầu tiếng tốt nhá. Ôi, tối nay định cắt tóc nhưng mà thôi nghĩ mai được nghỉ thì mai ở nhà cắt tóc. À đấy, bây giờ mới được live được 4 phút rồi á. Lâu thế nhỉ? Tháng 7 em thi là 2, em chúc em một câu đi. Ơi thì thằng Hiệp này rất tuyệt vời nhé. Này thằng Hiệp này chính ra rất là giỏi. Anh thấy mày là một trong những thằng giỏi nhất xem kênh của anh ấy.